Với PowerPoint thông thường, khi bạn lưu slide thành ảnh thì ảnh sẽ có chất lượng cực kỳ thấp, bị mờ, vỡ và không thể dùng cho in ấn cũng như truyền thông online digital marketing. Và nếu bạn sở hữu bộ công cụ NightSlide thì tính năng NightSlide độc quyền sẽ giúp bạn lưu ảnh kích thước tùy ý, không giới hạn từ PowerPoint. Ví dụ, mình sẽ để kích thước rất lớn là hơn 9000 pixel. Và rất tiện lợi, mình có thể mở trực tiếp thư mục chứa ảnh vừa lưu từ NightSize. Ảnh sẽ có đúng kích thước mà mình vừa thiết lập trong NightSize. Chất lượng vô cùng sắc nét, không hề bị mờ hay bị vỡ. Một thành quả mà những ai chuyên thiết kế trên PowerPoint đều mong ước bấy lâu nay. Hơn thế nữa, mình còn có thể cùng một lúc lưu tất cả slide thành ảnh chất lượng cao. Tất cả hình ảnh sẽ đảm bảo đều có kích thước lớn giống hệt nhau. Tính năng này vô cùng hữu dụng khi chúng ta đang muốn đăng một bộ sưu tập hình ảnh sản phẩm lên Facebook, Instagram hoặc trên website bán hàng. Hơn thế nữa, NightSize còn sở hữu tính năng chỉnh kích thước slide chuẩn theo một ấn phẩm nhất định. Ví dụ, khi mình chọn cover, NightSize sẽ hiện ra hai lựa chọn, đó là kích thước ảnh bìa cho trang cá nhân và fanpage. Ngay lập tức, chúng ta sẽ có khổ giấy chuẩn kích thước để thiết kế ảnh bìa fanpage trên Facebook. Hoặc khi bạn chọn poster, NightSize sẽ cung cấp cho bạn 5 khổ giấy chuyên dùng để in ấn phẩm quảng cáo này. Từ đó, bạn có thể tự do thiết kế poster trên PowerPoint mà không cần lo lắng về chất lượng ảnh khi in ấn. Đặc biệt, khi thiết kế ảnh bìa Facebook trên PowerPoint với NightSize, chúng ta có thể lưu ảnh theo một kích thước cố định là 820x312 để chuẩn theo khuyến nghị của Facebook. Một tính năng cực kỳ thiết yếu mà PowerPoint bình thường không hề hỗ trợ. Như chúng ta thấy, ảnh lưu ra có kích thước chính xác như mình đã thiết lập và khi đăng thực tế lên Facebook, ảnh sẽ vừa khít 100%, không thể dịch chuyển được một chút nào cả. Từ đó chúng ta sẽ không lo bị mất bất kỳ chi tiết thông tin nào ở trên ảnh bìa. Thậm chí với NightSize, bạn còn có thể thiết kế khung ảnh đại diện Facebook ngay trên PowerPoint. Bởi vì NightSize sở hữu một tính năng độc quyền vô cùng vượt trội, đó là lưu vật thể trên slide thành ảnh không nền. Như chúng ta thấy, ảnh lưu ra không hề có nền ở phần trống. Từ đó, bạn có thể dễ dàng sáng tạo những khung ảnh đại diện Facebook để quảng bá, truyền thông cho những phong trào sự kiện sắp tới của công ty. Như chúng ta thấy, chỉ một công cụ NightSize trong hàng trăm tính năng của NightSize đã giúp chúng ta xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo rào cản lớn nhất khi thiết kế PowerPoint, đó là chất lượng ảnh xuất ra từ slide. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của NightSlide để sở hữu trọn đời Office 365 cùng bộ công cụ NightSlide ưu việt số 1 Việt Nam, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint.